Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 13 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã phát huy thế mạnh về phát triển lâm nghiệp. Phát huy hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ điều trị COVID-19. Đánh giá học sinh đảm bảo phù hợp với thực tế. Nhằm tạo điều kiện để khu vực kinh tế tập thể hoạt động ổn định, hiệu quả, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện nhiều giải pháp giúp hợp tác xã được tham gia các chương trình, mục tiêu. Cụ thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, khảo sát, lựa chọn, hướng dẫn trực tiếp các hợp tác xã được tiếp cận từ các chương trình, mục tiêu, dự án, tư vấn làm hồ sơ, thủ tục hỗ trợ để các hợp tác xã được hưởng lợi, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn từ các chương trình đúng mục đích, đạt hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã. Với nhiều giải pháp thiết thực, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 22 lượt hợp tác xã được tham gia các chương trình mục tiêu, dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội với kinh phí hỗ trợ gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 63 lượt hợp tác xã được tiếp cận với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn trên, các hợp tác xã trong tỉnh đã xây dựng được nhà xưởng, khu sản xuất, kho chế biến, gian trưng bày sản phẩm, qua đó từng bước hoạt động ổn định, đạt được doanh thu khá và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thưa quý vị khán giả, Hợp tác xã Tạ Anh ở xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 với ngành nghề chính là trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp. Trong hơn một năm qua, nhờ biết phát huy lợi thế về lâm nghiệp cùng sự năng động, nhạy bén trong phát triển sản xuất kinh doanh mà Hợp tác xã đã thu được nhiều kết quả khả quan. Trước đây, vườn ươm cây giống lâm nghiệp này do gia đình ông Đồng Văn Tòng tự sản xuất nhưng không đạt hiệu quả. Thế nhưng sau khi tham gia vào Hợp tác xã Tạ Anh, có sự hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm từ các thành viên khác, vườn ươm của gia đình ông đã phát triển thuận lợi và được tiêu thụ tốt hơn. Tiếp tục là làm 15 vạn và hiện nay là cây đang mọc lên rất tốt. Trong đó là tôi cũng qua quá trình thì cũng như hướng dẫn cho các thành viên cùng làm thì hướng dẫn từ khâu làm đất rồi là khâu pha trộn phân rồi đến gieo ươm, bảo đảm đúng kỹ thuật. Hợp tác xã Tạ Anh hiện có 12 thành viên tham gia liên kết sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế về lâm nghiệp như trồng rừng với diện tích 35 ha, làm vườn ươm, chế biến tinh dầu hồi. Trong quá trình đi vào hoạt động, hợp tác xã đã tích cực nghiên cứu tìm tòi phương thức sản xuất phù hợp, hiệu quả, đồng thời cùng bàn bạc trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất để phát triển được nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng rừng hồi, trồng sa nhân tím, dây tán rừng, trồng cây gỗ lớn, sản xuất dược liệu. Những mô hình này đã và đang thu được hiệu quả, giúp tăng thu nhập cho các thành viên. Qua quá trình thực hiện, hiện tại là hợp tác xã cũng có một số hoạt động của hợp tác xã để mà phát triển những mô hình để mà nâng cao thêm thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã với lại người dân. Thì để mà hỗ trợ cho việc phát triển trồng những cây gỗ lớn. Nói chung là qua quá trình là trồng ra sản phẩm thì cùng nhau để mà liên kết thì nói chung là cái sản phẩm bán cũng dễ dàng. Với sự năng động sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay Hợp tác xã Tạ Anh đã hoạt động dần ổn định và thu được kết quả tốt, được Liên minh Hợp tác xã tỉnh đánh giá xếp loại khá. Kết quả này là động lực để Hợp tác xã tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời là cơ sở để Hợp tác xã đặt mục tiêu đến hết năm 2022. Sẽ nâng thu nhập bình quân đầu người của các thành viên. Tổng dư nợ cho vay theo quyết định số 2085 ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Nạm đạt gần 5,5 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giải ngân cho gần 140 hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số được vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, trâu, bò sinh sản, phát triển trồng rừng. Trong đó, các hộ dân được vay tối đa 100 triệu một hộ. Thời gian vay trên dưới 10 năm, lãi suất thấp. Qua đánh giá, nguồn vốn vay theo quyết định 2085 đã thực sự đi vào cuộc sống của người nghèo, giúp các hộ nghèo mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh tế gia đình, là điểm tựa, tiếp thêm động lực cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.
dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, ca bệnh tăng nhanh mỗi ngày, trong khi nguồn nhân vật lực ngành y tế thành phố Bắc Cạn hạn chế. Đường dây nóng tư vấn các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà được Trung tâm Y tế thành phố duy trì và hoạt động hiệu quả. Năm đầu dây thuộc số điện thoại đường dây nóng do bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố thay nhau trực 24/24 giờ. Các bác sĩ sẽ trả lời những thắc mắc của người dân liên quan đến điều trị COVID-19, hỗ trợ qua điện thoại các bước chăm sóc, điều trị bệnh tại nhà. Theo các bác sĩ, đường dây nóng chỉ hỗ trợ về phần tư vấn, chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, giúp các bệnh nhân yên tâm về mặt tinh thần và có kiến thức trong việc tự theo dõi sức khỏe. Khi bệnh nhân ở tình huống cấp cứu, phải liên lạc ngay cơ sở y tế để có sự can thiệp kịp thời. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ điều trị COVID-19 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Cạn là 0934338115. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và các nhà trường trong tỉnh Bắc Cạn hiện nay đang bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Nhiều trường học không thể dạy học trực tiếp mà buộc phải chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức. Việc này gây không ít khó khăn cho các nhà trường, đặc biệt trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh để bảo đảm tốt khung chương trình năm học. Ngành giáo dục cùng các nhà trường đã chủ động thực hiện linh hoạt các giải pháp. Vẫn tổ chức song song hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến để nhanh chương trình là cách làm mà trường Trung học cơ sở phổ thông huyện Bạch Thông thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Với biện pháp này, việc kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022 của nhà trường đã được thực hiện xong với 100% lớp đều kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tiếp. Theo ban giám hiệu, đây có lẽ là biện pháp khả dĩ nhất để đảm bảo khung chương trình. Bởi dù nhà trường đã dạy học trực tuyến được từ lâu, nhưng việc kiểm tra bằng hình thức này thì khá khó khăn. Về việc kiểm tra giữa kỳ 2 thì đến thời điểm hiện tại nhà trường đã cơ bản là kiểm tra xong. Trong cái điều kiện họ dạy học trực tuyến thì đối với nhà trường thì không thể thực hiện được cái việc là dạy học kiểm tra đánh giá trực tuyến mà phải kiểm tra đánh giá theo trực tiếp, bởi vì là nhà trường chưa đủ điều kiện cái cơ sở vật chất cũng như nhân lực để thực hiện cái nội dung này. Theo tinh thần của ngành giáo dục Bắc Cạn, hiện nay kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp. Các trường thực hiện giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Nội dung kiểm tra phù hợp yêu cầu cần đạt về nội dung học tập, tập trung vào nội dung cốt lõi. Trường hợp bất khả kháng, tại thời điểm kiểm tra học sinh không thể đến trường để làm bài bằng hình thức trực tiếp, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức kiểm tra trực tuyến. Điều kiện đánh giá trực tuyến phải đảm bảo trước khi thực hiện. Bên cạnh đó phải đạt yêu cầu công bằng, trung thực. Đây là những khó khăn không nhỏ nếu kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến. Và hiện nay, việc kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022 thực tế mới chỉ thực hiện được ở những trường đang dạy học trực tiếp hoặc kết hợp hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Còn tại một số trường dạy học trực tuyến từ sau Tết, việc kiểm tra đánh giá vẫn đang bỏ ngỏ. Nếu như mà dịch bùng phát mà không có cái dấu hiệu là giảm bớt thì sẽ phải quyết định là kiểm tra bằng hình thức là trực tuyến. Và sẽ xây dựng cái câu hỏi kiểm tra đánh giá như thế nào để đảm bảo được cái sự khách quan, công bằng và trung thực đối với các em học sinh. Việc vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt kế hoạch năm học là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành giáo dục. Đến thời điểm này, ngành giáo dục Bắc Cạn đã và đang nỗ lực bảo đảm tốt khung chương trình năm học, trong đó có công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Việc phát triển thể chất ở trẻ mầm non là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục. Do đó, các trường mầm non trên địa bàn huyện Nari đặc biệt quan tâm đến công tác này. So với đầu năm học, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng giảm đáng kể. Hiện nay, toàn huyện có trên 2.700 trẻ được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng, đạt tỷ lệ 100%. Toàn bộ các trường học tổ chức ăn bán trú tại trường cho trẻ, tỷ lệ học sinh được ăn bán trú đạt trên 97%. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hết học kỳ 1, toàn huyện đã giảm được 134 trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, giảm 125 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Các trường học chú trọng dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ, cân đối, thay đổi thực phẩm theo mùa và thể trạng của trẻ. Nhà trường bố trí các hoạt động học tập, vận động phù hợp, qua đó nâng cao thể trạng và tạo hứng thú cho trẻ khi đến trường. Chương trình Thời sự tối chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.